cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Chuyên gia dự đoán bà Kamala Harris sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ. Nóng bỏng cuộc đua Trump-Harris. Ông Trump sẽ bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk vào chính phủ nếu thắng cử. Thêm nghị sĩ cấp cao Đảng Cộng Hòa phản đối ông Trump. Chuyên gia lịch sử đã dự đoán chính xác kết quả của hầu hết các cuộc bầu cử ở Mỹ kể từ năm 1984 nhận định Phó Tổng thống Kamala Harris nhiều khả năng sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Trả lời phỏng vấn New York Times trong tuần này, giáo sư Alan Lichtman, người đã dự đoán đúng kết quả tất cả các cuộc bầu cử Mỹ kể từ năm 1984, ngoại trừ thất bại của Al Gore, tin rằng ứng cử viên của Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris đang ở thế cửa trên so với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Ông Lichtman từng cảnh báo Đảng Dân Chủ về những nguy cơ nếu loại Tổng thống đương nhiệm Joe Biden ra khỏi danh sách ứng cử viên trước khi Chủ nhật Nhà Trắng chủ động tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua và trao cơ hội cho cấp phó Kamala Harris. Dự đoán của ông Lichtman dựa trên một loạt các mệnh đề đúng và sai và không tính đến các kết quả thăm dò ý kiến hiện tại. Trong 13 yếu tố, ông tìm thấy 8 yếu tố nghiêng về bà Harris như không có ứng cử viên mạnh nào xuất hiện thêm. Các chỉ số kinh tế ngắn hạn và dài hạn đều tích cực. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đạt được những thành tựu lập pháp quan trọng và Nhà Trắng không gặp bất ổn xã hội hoặc bê bối nào. Bà cũng được sự ủng hộ vì không phải trải qua cuộc chiến đề cử nào trong nội bộ Đảng Dân Chủ vì các ứng cử viên khác đều nhanh chóng ủng hộ bà. Trước đó, ông Lichtman phản đối kịch liệt việc rút ông Biden ra khỏi danh sách ứng cử viên của Đảng Dân Chủ sau màn tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump vào hồi tháng 6. Ông Lichtman đã dự đoán chính xác chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 của ông Trump trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Hillary Clinton vào thời điểm mà hầu hết các cuộc thăm dò dư luận đều chỉ ra kết quả ngược lại. Ông cũng dự đoán chính xác ông Trump sẽ bị luận tội trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, và thực tế ông Trump đã bị luận tội 2 lần. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, ban đầu ông Trump được cho là chiếm ưu thế so với ông Biden. Tuy nhiên, khi bà Harris gia nhập đường đua, ông Trump phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump ở hầu hết những bang chiến trường. Nóng bỏng cuộc đua Trump-Harris. Hiện nay, sức nóng của cuộc bầu cử năm 2024 đang tăng nhanh khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris dồn lực cho màn đấu tay đôi trực tiếp đầu tiên. Đài ABC News hôm 6 tháng 9 công bố toàn bộ quy tắc của cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 tới đây giữa ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump và ứng cử viên phía Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Theo đó, mỗi ứng cử viên sẽ có 2 phút để trả lời các câu hỏi, 2 phút để phản bác và thêm 1 phút để theo dõi hoặc phản hồi những gì đối phương đã nói. Hai ứng viên sẽ được cung cấp giấy, bút và chỉ được phép ghi chú trong lúc cuộc tranh luận dài 90 phút diễn ra. Ngoài ra, micro sẽ chỉ được bật cho ứng viên khi đến lượt phát biểu và sẽ tắt khi đến lượt người còn lại. Chỉ có người điều phối mới được phép đặt câu hỏi, trong khi nhân viên của chiến dịch tranh cử không được tương tác với các ứng cử viên trong 2 lần tạm nghỉ để đài phát quảng cáo. Cả hai bên đã đồng ý với bộ quy tắc do ABC đưa ra, dù chiến dịch của bà Harris trước đó đề nghị micro được mở trong suốt quá trình tranh luận. Cuộc tranh luận sắp tới mở đầu cho giai đoạn căng thẳng nhất của chiến dịch tranh cử. Và đây sẽ là cuộc đối mặt trực tiếp giữa bà Harris và ông Trump. Kết quả thăm dò của CNN công bố ngày 4 tháng 9 cho thấy cuộc đua vẫn rất gay cấn ở 6 bang chiến trường quan trọng có khả năng quyết định đến kết quả bầu cử. Theo đó, bà Harris dẫn trước ông Trump ở Wisconsin và Michigan lần lượt là 50%, 44% và 48%, 43%. Trong khi đó, ông Trump lợi thế hơn ở Arizona với 49% so với 44%. Tại bang Georgia và Nevada, 48% người được hỏi ủng hộ bà Harris so với 47% dành cho ông Trump. Còn ở Pennsylvania, cả hai ứng cử viên đều nhận được 47% sự ủng hộ. Ông Trump công bố kế hoạch bổ nhiệm Elon Musk và chính quyền. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5 tháng 9 phát biểu trước các giám đốc điều hành doanh nghiệp ở New York, cho biết nếu ông đắc cử nhiệm kỳ thứ 2, tỷ phú Elon Musk sẽ được giao nhiệm vụ giám sát toàn bộ quy trình kiểm toán tài chính và hiệu suất hoạt động của chính quyền liên bang. Ủy ban giám sát hiệu quả chính phủ là ý tưởng của Musk, nhưng đây là lần đầu tiên ông Trump xác nhận sẽ thông qua kế hoạch
và chọn ông chủ mạng xã hội X làm người lãnh đạo. Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Musk viết: "Tôi mong chờ được phục vụ nước Mỹ nếu có cơ hội, không cần lương, không cần chức danh, không cần công nhận." Một nhà phân tích cho rằng điều này đồng nghĩa ông Trump ủng hộ cắt giảm an sinh xã hội, bảo hiểm Medicare và chế độ phúc lợi cho cựu chiến binh. Cựu Tổng thống Trump từng hứa sẽ cắt giảm thuế mạnh tay, cam kết biến nước Mỹ trở thành trung tâm tiền điện tử của thế giới và bãi bỏ đạo luật giảm lạm phát của chính quyền Tổng thống Biden, vốn hướng tới giảm chi phí cho năng lượng sạch và thuốc men, chấn áp những người gian lận thuế. Ông Musk công khai thể hiện sự ủng hộ với ông Trump từ sau vụ cựu Tổng thống bị ám sát hụt ở Pennsylvania cuối tháng 7. Ông Musk cũng xác nhận đã quyên tiền ủng hộ chiến dịch của ông Trump, nhưng con số thấp hơn mức 45 triệu đô la Mỹ mỗi tháng mà truyền thông đồn đoán. Cựu phó tổng thống Đảng Cộng hòa ủng hộ bà Harris. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy thế bám đuổi sít sao về tỷ lệ cử tri ủng hộ giữa hai ứng cử viên Trump và Harris. Tuy nhiên, với ông Trump, ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa, một số nghị sĩ cấp cao của đảng này đã bày tỏ sự phản đối với ứng cử viên của đảng mình, cho thấy những khó khăn mà ông Trump đang vấp phải. Trong tuyên bố mới nhất, cựu phó tổng thống Dick Cheney thuộc Đảng Cộng hòa nói rằng Donald Trump không thể được tin tưởng để trao quyền thêm một lần nữa. Là công dân, chúng ta có nhiệm vụ đặt đất nước lên trên đảng phái để bảo vệ hiến pháp. Đó là lý do tôi sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Hai ngày trước đó, cựu hạ nghị sĩ Liz Cheney, con gái của ông Dick, đã tuyên bố làm điều tương tự. Dù đều là thành viên của Đảng Cộng hòa, Dick Cheney và con gái đều đã công khai chỉ trích ông Trump, đặc biệt là trong chiến dịch tái tranh cử vào Hạ viện bất thành của bà Liz năm 2022. Dick Cheney, 83 tuổi, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thống Mỹ giai đoạn 2001 tới năm 2009 dưới chính quyền của Tổng thống George Bush. Ông rất ít xuất hiện trước công chúng trong hơn một năm qua. Cả hai cha con ông Cheney đều từng hậu thuẫn cho ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Song sự ủng hộ của họ đã phai nhạt dần sau khi bà Liz chỉ trích các chính sách đối ngoại của ông Trump, còn cựu Tổng thống Mỹ phản đối các cuộc chiến không hồi kết của nước này tại Afghanistan và Iraq vốn được phát động khi ông Cheney còn tại nhiệm. Ông Cheney và con gái không tuyên bố ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Việc bà Liz năm 2021 bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông Trump và tham gia điều tra vai trò của cựu Tổng thống Mỹ trong vụ bạo loạn đồi Capitol khiến quan hệ giữa bà Liz và ông Trump cùng phần lớn thành viên Đảng Cộng hòa trở nên không thể cứu vãn. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ, trong đó có cựu hạ nghị sĩ Adam Kinzinger, đồng minh của bà Liz. Ông là người theo phe chỉ trích cựu Tổng thống Trump tại Đảng Cộng hòa và hồi đầu năm tuyên bố ủng hộ Tổng thống Joe Biden. Ông cũng có bài phát biểu ủng hộ bà Harris tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ hồi tháng 8. Một số thành viên cấp cao khác của Đảng Cộng hòa cũng đã tuyên bố hậu thuẫn Phó Tổng thống Mỹ, trong khi một số người, bao gồm Thượng nghị sĩ Mỹ Mitt Romney và cựu Phó Tổng thống Mike Pence, sẽ nói không bỏ phiếu cho ông Trump. Trong số này, chỉ duy nhất ông Romney còn tại trực.